kia bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng đang thứ tha từng đàn cùng bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười tươi đón. Trong xinh như hoa đậm là ta áo xanh xanh trên bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Hai về em bé rúc rích khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh cùng bay khắp trời cùng diêu dịu ca. Xuân sao niềm vui ta đón xuân. Chờ
tre xuân trong xanh và sương long lanh nụ hoa trên cành. Em đi trong bình minh trong giá xuân yêu kiều, thì thầm lời ai bên tai và tay trong tay ngày mai ưu thế. Ta đi trong tình yêu vu đất chờ vào xuân. Bước cùng xuân trên phố bao người xa lạ, phút chốc thành quen xuân sao niềm vui ta đón xuân. Trời lá màu xanh xanh cầu chúc muôn nhà an lành, sẽ thắm ngàn hoa rộn rã tim mình. Xanh bước cùng anh ngồi thăm sinh và xuân lời, thắp thoáng tình nhân trao nhau nụ hôn trong tiếng cười. Lời hát nào bay xa mang tiếng ca về muôn nhà, gió hát chào xuân ngàn năm tràn hòa. Một ngày trời xuân trong xanh giọt sương long lanh nụ hoa trên cành. Em đi trong bình minh trong giá xuân yêu kiều, thì thầm lệ ai bên tai và tay trong tay ngày mai ước thề. Ta đi trong tình yêu vui đất trời vào xuân. À, ông Tuấn ơi, ông về Việt Nam lần này ông ăn Tết ông thấy đã không? Thấy quá đã. Thấy quá đã. Từ xưa mình ngồi. Ông về ông rủ thêm ít thằng vậy, vừa có một thằng à, chán gì. Nói là đã không thì chưa đủ. Kỳ đó kỳ thứ tư. Quá đã. Năm nay đi dự được không? Năm nay dùng năm rồi chiều không mua được hả? Thiếu bánh tráng không? Không mua được. À, bánh tráng kìa. Mấy ngày đó, mấy ngày căng nữa. À. Cao điểm không á? Bên đây này là bên đây ở đây này, ở miền Nam nghe, ở miền Tây á, dứa không sao mà xanh xanh vàng vàng, sao là dứa? Cái này con gái mang về. Gì? Trong qua phía này là quay bên đây này. Cái quay gì? Đây này. Muốn hiểu chưa hiểu? Muốn hiểu chưa hiểu? Không, tôi dọn xuống dưới phần sau mấy món ăn chay dành cho các đồng chí Đào, Thuận, Trúc. À dạ, Trúc không ăn chay được, chưa gì gác ăn chay được. Không chịu, Trúc không chịu ăn chay. Thôi ngồi rồi, không đi Thuận vô anh. À, ăn chay ngồi đó, ông Thuận ngồi đâu ăn? À, xin phương trưởng chủ trì nói câu. Hôm đó nó có gì không? Con một thô này con nhỏ. Mời 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 m
con đứng bên đây nè. Đây nè, xong đứng ra nè, quay vào phía đây đó chứ, nghe quay 360 độ luôn. Đây, xin mời quý vị cao khí thế đây coi. Đây. Đây. Còn cái ly đó cho nó chắc. Không uống nhiều, ha ha. Rồi, này đốt chết đi. Chai thì hết đừng bỏ xuống nè. Tương lai. Kết tương lai chứ. Ngon cười lên thì lên. Rồi đó rồi ạ. Đừng nói chuyện riêng nha. Đúng rồi. Đâu nói chuyện riêng. Quay phim mình nó không được nói chuyện riêng. Ban điều hành Hội Cựu học sinh Nguyễn Huệ khóa 1970-1977 chúc tất cả các bạn và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Theo thông lệ hàng năm, ban điều hành có tổ chức buổi họp mặt đầu xuân. Vậy thân mời tất cả các bạn cùng khóa trong và ngoài nước có mặt vào lúc 8 giờ sáng ngày 14 tháng 2 năm 2013 nhằm ngày mùng 5 Tết. Địa điểm tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, số 9 đường Hoàng Diệu, thành phố Biên Hòa. Rất mong sự có mặt đông đủ. Trên bước mòn hè phố, mắt buồn bên ngọn cây. Anh cho em mùa xuân này tất cả lộc non vừa chạy lá. Lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng trong khói chiều chơi vơi. Đất mẹ đầy cỏ lúa. Xanh xa mấy mùa, ngoài đê dịu cắn gió, thoảng câu hò đôi lứa, trong sớm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếp dừa, con sông dài mây nhanh. Cho em mùa xuân che nâu đua khắp trời, mỉm miu đời phơi phới. Bàn tay thơm sữa ngọt, dải đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa bao phố nhỏ, nhạc tràn hoa đầy đó. Các bạn có nhớ không? Bao nhiêu năm vẫn vậy. Này vẫn vậy. Này.
Thank you.